Good morning, our distinguished guests, Fulbright faculty, staff, and all students. My name is Hoàng Mai Linh, and I'm a senior at Fulbright. On behalf of Fulbright University Vietnam, I would like to welcome all of you to our 2022 convocation. Today, we're very honored to have the representative of the leadership of Fulbright University Vietnam, the Board of Trustees, and our Founder Circles. We're also very grateful for all of our friends and supporters from Vietnam and abroad. Hỗ trợ của chúng tôi ở Việt Nam và ở nước ngoài đến tham dự chương trình, và tất nhiên đó là các giảng viên và cán bộ của nhà trường, và quan trọng hơn thế nữa đó là các bạn sinh viên mới của khóa học năm nay và sẽ tốt nghiệp năm 2026. Như vậy, xin chào mừng tất cả các quý vị, các bạn đến với chương trình khai giảng năm học 2022. Và bây giờ, như các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, tôi xin được giới thiệu Quách Minh Phát tham gia cùng với chúng ta từ trên lầu 2 cùng với các giảng viên, các cán bộ và các sinh viên của nhà trường. Bạn ấy là năm sinh viên năm nhất và cũng là đồng MC của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì có thể nghe được bạn Phát rồi. Vâng, một lần nữa, tôi tên là Phát và hiện nay thì tôi đang ở trên lầu 2 cùng với các bạn sinh viên cũng như là các giảng viên và cán bộ nhà trường ở trên lầu 2 đây. Và xin chào tất cả các quý vị khách quý đang tham dự chương trình ở tầng trệt. Xin chào ạ. Xin chào các bạn sinh viên đang gửi lời chào đến tất cả các quý vị theo dõi chương trình. Và xin mời chị Linh. Vâng, như vậy các bạn sinh viên đang ở dưới đây, ở tầng trệt này, chúng ta có gửi lời chào đến các bạn sinh viên ở phía trên không ạ? Xin chào. Vâng, xin cảm ơn chị với lời giới thiệu nồng ấm vừa rồi. Và ngày hôm nay là một ngày rất là quan trọng và cũng là rất là ý nghĩa của cộng đồng trường đại học Fulbright, bởi vì chúng ta chào đón một niên khóa mới với các bạn sinh viên mới. Và như các bạn có thể thấy ngày hôm nay, ngày hôm nay chúng ta có hai sân khấu chính ở dưới tầng trệt và sân khấu thứ hai ở phía trên tầng 2 đây. Mặc dù là chúng ta ngồi hai chỗ khác nhau nhưng mà về mặt tinh thần là chúng ta đang cùng nhau. Và xin được cảm ơn bạn Phát cũng như bạn sinh viên, các giảng viên và các cán bộ ở trên lầu 2. Và hiện nay chúng ta cũng đang hiện diện trên Facebook và livestream. Như vậy, các bạn bè, gia đình cũng như là những người ủng hộ của Fulbright có thể theo dõi chúng ta từ xa. Và xin được chào mừng tất cả các quý vị và các bạn đến với chương trình khai giảng năm học 2022 của trường Đại học Fulbright Việt Nam. Và như các quý vị và các bạn có thể để ý, chủ đề ngày hôm nay chúng ta có một cái chủ đề. Chúng ta có tàu này, chúng ta có đèn biển và có những lá cờ ở cái khu vực chào đón. Thì bạn Phát có thể giới thiệu một chút ở đây cái chủ đề về trang trí trong lễ khai giảng ngày hôm nay, ý nghĩa của nó là gì? Xin được cảm ơn chị Mai Linh. Và ngoài cái phần giải thích của chị Linh thì ở trên lầu 2 chúng tôi cũng có hình ảnh hình ảnh trang trí chủ đề biển và đại dương ở trên khu vực chào đón, bởi vì kiến thức nó như là biển rộng lớn. Như vậy chúng ta có thể biết, có thể học và đi trên hành trình đó nhưng không bao giờ đến điểm cuối, nhưng mà thông tin và kiến thức nó là vô cùng rộng lớn. Và và chúng tôi sử dụng cái chủ đề này để trang trí cho chương trình ngày hôm nay, và nó có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn khi mà các bạn đến với trường học không phải chỉ là 4 năm học ở Fulbright mà các bạn còn bắt đầu một hành trình học tập suốt đời. Và chúng tôi hy vọng cũng như là tin là các bạn sẽ yêu thích được đắm mình và bơi lội trong biển kiến thức của Fulbright. Xin cảm ơn Phát đã giải thích cho chúng ta biết cái ý nghĩa của phần trang trí trong chương trình khai giảng ngày hôm nay. Điều này rất là thú vị đối với tôi cũng như là các đại biểu đang tham gia chương trình. Và bây giờ không mất thêm thời gian nữa, chúng tôi xin được mời với cô Đàm Bích Thủy, là chủ tịch và là người sáng lập Fulbright Việt Nam, sẽ lên sân khấu với lời phát biểu chào mừng. Xin mời cô Đàm Bích Thủy. Để tự tin hơn khi cao hơn. Xin chào mừng tất cả các quý vị, các bạn đến với lễ khai giảng 2022 của trường Đại học Fulbright Việt Nam. Kính thưa các quý vị khách quý,
các ủy viên tín thác, các bạn sinh viên chương trình cao chương trình đại học cũng như là sau đại học, các giảng viên, nhân viên, bạn bè, gia đình, các bạn sinh viên rất là quan trọng là các bạn sinh viên mới của năm học 2022. Và tôi có vinh dự rất lớn khi được trao đổi với các bạn ngày hôm nay để đánh dấu một năm học mới ở trường Đại học Fulbright. Và tôi cũng đã có cái vinh dự lớn lao như thế này được phát biểu tại lễ khai giảng từ năm học đầu tiên khi chào đón sinh viên đầu tiên đến với trường vào năm 2018. Và năm nay lại đánh dấu một cột mốc đặc biệt nữa trong lịch sử của trường Đại học Fulbright. Đây là năm thứ năm chúng ta chào đón các bạn sinh viên đại học. Và đây cũng là năm đầu tiên mà chúng ta có một khóa cử nhân tốt nghiệp. Và đối với rất nhiều người, đây chính là thời điểm mà tất cả chúng ta đã chờ đợi từ lâu. Vì sau cùng thì Fulbright sẽ có một khóa tốt nghiệp cử nhân và Fulbright sẽ không ngừng xây dựng, này, mở rộng và lan tỏa giáo dục khai phóng ở Việt Nam. Lứa sinh viên của năm thứ năm này và lớp tốt nghiệp đầu tiên và tất cả các niên khóa trước đó cũng như là về sau, chúng ta đã làm được điều mong muốn của chúng ta. Và đây là thời điểm mà thế hệ của các bạn, thế hệ Z, bước vào thời đại của chúng ta, thời đại ngay bây giờ. Nếu các bạn muốn có đồ ăn hay trà sữa ngay bây giờ, các bạn sẽ mở các apps Baemin, Grab hay là GoCheck. Và nếu các bạn muốn giải trí ngay bây giờ thì các bạn mở Instagram, Netflix hoặc TikTok. Và nếu các bạn muốn trao đổi chat với bạn bè và gia đình ngay bây giờ, các bạn sẽ mở Facebook hoặc FaceTime hoặc Zalo hay là Zoom. Và một số người mà dũng cảm nữa, các bạn ở trong đây thì chắc là sẽ sử dụng apps Microsoft Teams. Về cơ bản, nếu như chúng ta muốn có một thứ gì khác ngay bây giờ, chúng ta có thể mở Lazada hoặc Shopee hoặc Tiki. Như vậy, rất nhiều thứ trong cuộc sống của các bạn muốn và có thể có ngay bây giờ. Nhưng mà những gì mà chúng ta muốn trong cuộc đời không phải lúc nào cũng là thứ chúng ta cần. Thế giới đang thay đổi, chóng mặt. Và có một cái từ viết tắt để mô tả cái hiện tượng này, đó là VUCA. Thế giới của chúng ta đang càng ngày càng biến động, bấp bênh, phức tạp và mơ hồ. Đồng thời, thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt các mối đe dọa, nó là hiện hữu và tiềm ẩn, đó là biến đổi khí hậu, tự động hóa trong thị trường lao động kể từ khi có cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và tất cả chúng ta đều đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng này và những nguy cơ tiềm ẩn này cũng đang đe dọa chúng ta. Một đại dịch toàn cầu đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Cuộc xung đột quân sự ở châu Âu hay là lũ lụt thảm khốc ở Hàn Quốc và Pakistan hay cháy rừng đang hoành hành ở California. Và tiếp theo sẽ là cái gì? Trong một thế giới mà mọi thứ dường như là đang đi ngang và hỗn loạn, làm sao chúng ta có thể duy trì được nguồn năng lượng và tinh thần lạc quan để làm điều gì đó cải thiện tình hình? Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn viễn cảnh diệt vong đang lơ lửng trên đầu và đang u ám trên các bản tin? Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề to lớn đang thay đổi cả thế giới mà chúng ta vẫn còn cảm thấy xa vời? Những gì chúng ta cần trong thế giới VUCA không phải là cuộc sống theo yêu cầu, không phải mọi thứ trong tầm tay của chúng ta ngay bây giờ. Những gì mà chúng ta cần là những người biết tư duy phản biện và sáng tạo, sẵn sàng đón nhận những thách thức lớn của Việt Nam, của khu vực và thế giới. Và những gì chúng ta cần là những tinh thần tiên phong, sẵn sàng đón nhận sự không chắc chắn và định hình sự không chắc chắn cho những người khác. Những gì chúng ta cần là những người lãnh đạo hướng tới cộng đồng, sẵn sàng kiến tạo ảnh hưởng xã hội rộng lớn hơn với nhiều nhất số lượng người có thể. Tất cả những gì chúng ta cần đó chính là các bạn. Và nếu như các bạn lắng nghe tôi trong 10 phút nữa, thì tôi muốn chúng ta sẽ cùng khám phá câu hỏi mà thế giới ngày hôm nay đang rất mâu thuẫn. Làm thế nào chúng ta có thể tạo ra tác động xã hội lâu dài trong thời đại của ngay bây giờ?
Trong 10 phút tới, tôi muốn chia sẻ với các bạn góc nhìn của tôi về trả lời câu hỏi này, một nghiên cứu tình huống điển hình để chứng minh cho quan điểm đã được đề cập. Và như mọi khi, những gì một sự chắt lọc những gì chúng tôi đã chia sẻ để trở thành lời khuyên hành động hữu ích. Tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình bắt đầu từ tầm quan trọng của lễ khai giảng năm nay, lễ khai giảng chào đón lứa sinh viên thứ năm. Năm niên khóa của bạn, niên khóa 2026, khóa sinh viên thứ năm là câu trả lời cho việc làm thế nào chúng ta có thể tạo ra tác động xã hội lâu dài trong một thời đại của ngay bây giờ. Khóa sinh viên thứ năm này đại diện cho một cam kết kiên định đối với tương lai, đối với tư duy dài hạn. Cam kết này đến bất chấp tất cả những gì thay đổi không lường trước, bất chấp tất cả những sự không chắc chắn và bất chấp những người chỉ trích. Tư duy dài hạn là niềm tin chân thành rằng những con người của tương lai sẽ đem lại sự khác biệt. Tư duy dài hạn là sự hiểu biết của chúng ta ở đây ngày hôm nay cần phải nghiêm túc nhận lãnh vai trò của mình trong việc định hình tương lai và cuộc sống của những người sẽ sống trong tương lai. Tư duy dài hạn, đặc biệt trong thế giới VUCA của chúng ta, với những mối đe dọa hiện hữu, cộng hưởng cùng với tác động của thời đại ngay bây giờ, là để chấp nhận rằng chúng ta đang sống trong một thời đại của những cơ hội phi thường và cũng là đi cùng với những trách nhiệm vô cùng lớn lao. Ở tại trường Đại học Fulbright, chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng tiến bộ cần có thời gian. Tiến bộ diễn ra từ từ và tiến bộ hiếm có, thậm chí hiếm có và hầu như không bao giờ đi theo một đường thẳng. Do đó, để thúc đẩy xã hội của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta cần có không phải chỉ là rất kiên nhẫn và tính linh hoạt ở mức độ cao, mà còn cần sự khoan dung đối với những mâu thuẫn, sự gián thoạn và có thể là những bước lùi trên con đường. Ở trường Đại học Fulbright, chúng tôi đã trở nên thoải mái với thực tiễn này. Chúng ta cần phải thoải mái với thực tiễn này. Và quan trọng hơn nữa, chúng ta phải đảm bảo rằng những ai bước qua cánh cửa của trường Đại học Fulbright được chuẩn bị về mặt tâm trí, về mặt tinh thần để sẵn sàng đón nhận thực tế này. Và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại tình huống nghiên cứu câu chuyện của trường Đại học Fulbright Việt Nam. Đây là minh chứng điển hình của tư duy dài hạn. Khi Việt Nam nổi lên sau nhiều thế kỷ thuộc địa và rất là nhiều thập kỷ chiến tranh, đất nước non trẻ bắt đầu lại từ đầu và có một cơ hội để định hình tương lai của chính mình và lần này là theo điều kiện của chính mình. Gần 30 năm trước, tức là có thể là trước khi các bạn ra đời, một ý tưởng đã nảy ra từ một cặp đôi không tưởng, đó là những kẻ thù cũ. Mối quan hệ kỳ lạ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chính là hiện thân của tư duy dài hạn. Theo nghĩa đen, điều đó chính là niềm tin của những con người của tương lai rằng các bạn ở đây hôm nay thực sự có ý nghĩa quan trọng và thậm chí ngay cả khi các bạn ra đời. Con đường phía trước của 30 năm, con đường phía trước hồi 30 năm trước không phải lúc nào cũng dễ dàng, sáng sủa hay là thẳng tắp. Fulbright khởi đầu với một quy mô nhỏ trong chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright đầy tham vọng nhằm trang bị cho các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai các nguyên lý kinh tế và các thực tiễn chính sách công tiên tiến nhất trên thế giới. Và khi những người lãnh đạo này trưởng thành cùng với đất nước non trẻ của chúng ta năm này qua năm khác, thập kỷ này qua thập khác, chúng ta càng ngày càng nhìn rõ rằng Việt Nam và Hoa Kỳ cần phải kiến tạo một nền tảng vững chắc hơn nữa để thực sự củng cố tác động bằng cách mở rộng tiếp cận đến nhiều người hơn nữa trong tương lai. Và thế là trường Đại học Fulbright Việt Nam đã ra đời. Và chính niềm tin đầy can đảm, niềm tin vững chắc mà bây giờ trở thành niềm tin của chúng ta đã xây dựng được một nền tảng đủ mạnh và chúng ta sẽ tiếp tục quyết định tương lai của chính mình. Và để làm được điều đó, chúng ta cũng cần phải chấp nhận, công nhận và đầu tư vào những con người của tương lai bởi vì họ quan trọng. Bởi vì tương lai của Việt Nam, tương lai của chính chúng ta là các bạn.
Và có lẽ là hơi choáng ngợp đối với các bạn, và đặc biệt là khi mà các bạn vừa tốt nghiệp trường phổ thông thì có vẻ các bạn sẽ không sẵn sàng cho nghe một cái bài giảng mà nói rằng tương lai của tất cả chúng ta nằm trong tay của các bạn. Và đây là một cái khái niệm nó khá là lớn và phức tạp. Vì vậy cho nên tôi xin được giải thích rõ ràng khái niệm tư duy dài hạn cho các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên mới của trường đại học Fulbright. Đầu tiên là trước khi mà các bạn tập trung vào vấn đề những con người của tương lai, thì hãy tập trung vào chính phiên bản tương lai của mình. Hãy tận dụng tối đa Fulbright, có nghĩa là các bạn hoàn toàn đắm chìm vào những trải nghiệm và nguồn lực mà trường có thể cung cấp cho các bạn. Và điều này cũng có nghĩa là hãy tham gia các hoạt động của chúng ta ở trường, các khóa học, các sự kiện, các cơ hội và tiếp xúc với mọi người bằng đầu óc rộng mở. Một số người sẽ nói rằng mục đích của trường đại học là tìm ra điều bạn thích, nhưng tôi sẽ tranh luận ngược lại rằng mục đích của đại học là giúp các bạn tìm ra điều các bạn không thích. Bằng cách có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi hy vọng rằng các bạn đã chuẩn bị tinh thần để thách thức những giả định của chính mình và thậm chí có thể thay đổi cả suy nghĩ của mình về một vài điều gì đó. Thứ hai, các bạn không cần phải giỏi trong mọi việc bạn làm, nhưng ít nhất bạn cũng nên hứng thú với nó. Chúng tôi đã làm việc hết sức mình để xây dựng một đội ngũ sinh viên đa dạng, theo nghĩa rộng nhất của từ này. Đa dạng về mặt học thuật, về vùng miền địa lý, về hoàn cảnh kinh tế. Các bạn sẽ gặp những bạn xuất thân từ những hoàn cảnh mà ta chưa gặp bao giờ trước đây, đến từ những nơi mà chúng ta chưa từng đến, và các bạn sẽ gặp những người sẽ giỏi hơn chính các bạn. Nhưng điều này không phải là để gây nên sự cạnh tranh, mà để nhắc nhở chúng ta rằng thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với mỗi chúng ta, và rằng chúng ta không nên ngừng ngạc nhiên và tự hỏi về những điều, về những ai đang ở ngoài kia. Nếu tất cả các bạn ở đây hôm nay đều có thể điều chỉnh kỳ vọng của bản thân, thay vì phấn đấu trở thành người giỏi nhất trong việc mình làm thì cố gắng trở thành người hứng thú nhất với việc mình làm, thì các bạn sẽ mang đến cho thế giới này những điều kỳ diệu của riêng mình. Và đó chính là những gì chúng ta cần: một chút ma thuật, một chút điều kỳ diệu của tất cả mọi người. Và thứ ba, hưởng thụ thời gian của các bạn ở Đại học Fulbright trong một cộng đồng tốt, và hãy tiếp xúc bao quanh bạn với những bạn bè, thầy cô hướng dẫn, giảng viên, nhân viên và những người quan tâm đến bạn. Chính những người này, những kết nối này sẽ tạo ra và phá vỡ những trải nghiệm mới của các bạn tại Fulbright. Cộng đồng Fulbright của các bạn sẽ đầy những con người thú vị nhất trong cuộc đời của bạn, có thể 5, 10, 15 năm tới. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội khi bạn gặp họ trong tương lai, nơi bạn có thể nói rằng: bạn nhớ hồi đó không? Và một điều mà các bạn có thể và nên làm ngay bây giờ, đó là đầu tư xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa, bởi vì họ là những con người tương lai của tất cả chúng ta. Và thứ tư, đó là một bí kíp bổ sung. Hãy nhớ gọi điện về nhà thường xuyên. Gia đình, ba mẹ nhớ các bạn hơn là chúng ta nghĩ đấy. Các bạn sẽ gọi điện sẽ làm cho ba mẹ rất vui, gia đình rất vui, tin tôi đi. Và như vậy 10 phút đã trôi qua, tôi hy vọng chưa có ai đó ngủ gật vì nghe quá, ngủ gật khi nghe quá dài. Và làm thế nào để chúng ta có thể nắm bắt được tinh thuần của tư duy dài hạn bằng cách tận dụng thời gian tối đa ở Fulbright? Như vậy, tóm tắt lại, hãy khám phá những gì đang chờ đợi ngoài kia và sẵn sàng để thay đổi suy nghĩ của mình, và hy vọng không chỉ một lần thay đổi. Và hãy cực kỳ hứng thú với những gì chúng ta làm. Việc trở thành người giỏi nhất bị tán dương quá mức rồi. Và hãy bao quanh chính mình với những người bạn tốt. Không gì có thể so sánh với một cuộc phiêu lưu tốt cùng với những người bạn tuyệt vời. Và cuối cùng, hãy nhớ gọi điện về nhà. Có thể sau khi lễ khai giảng này kết thúc, các bạn hãy gọi luôn. Và khi các bạn làm tất cả những điều kể trên, khi tất cả đã nói và đã làm, thì có thể vào thời điểm 4 năm sau kể từ bây giờ, các bạn sẽ nhìn với bạn bè mình và nói: nhớ đó, hồi đó bà ấy nói chúng ta làm thế nào để tận dụng nhiều nhất từ chương trình và thời gian ở Fulbright. Năm 2026, khóa học
Xin gửi đến những người nghệ sĩ, những người sáng tạo, những nhà lãnh đạo của tương lai, những người kiến tạo đầy mơ mộng, những người chiến binh của tư duy dài hạn và tới tương lai của tất cả chúng ta. Chào mừng các bạn gia nhập Đại học Fulbright Việt Nam và xin chào đón các bạn bước vào 4 năm đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Vâng, xin cảm ơn cô Thủy vì những bài phát biểu rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng tôi xin được vinh dự kính mời tiến sĩ Nora Taylor, hiệu trưởng lâm thời Trường Đại học Fulbright Việt Nam lên sân khấu để phát biểu chào mừng các bạn sinh viên mới của năm nay. Xin mời cô Nora Taylor. To our distinguished guests, members of the board, graduate and undergraduate faculty and of Fulbright University Vietnam. Welcome to the Fulbright University Vietnam's 2022 to 2023 convocation. Vâng, kính thưa các vị khách quý, các ủy viên của hội đồng tín thác, các chuyên viên, giảng viên và nhân viên của Đại học Fulbright Việt Nam và đặc biệt là các bạn sinh viên mới của khóa học Fulbright năm 2022. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng của mỗi sinh viên và cả cộng đồng Fulbright bởi vì đây là dịp để chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm về mục tiêu và sứ mệnh đặc biệt của trường. Và đây cũng là lễ khai giảng thứ 5 của Đại học Fulbright Việt Nam. Với các tân sinh viên thì lễ khai giảng giống như một sự khởi đầu mới cho hành trình học tập, khám phá bản thân và phát triển với những dấu ấn khắc ghi sâu đậm trong cuộc đời. Và đây cũng là một dấu mốc để trưởng thành sau những nỗ lực của các bạn trong suốt thời gian qua. Và thay mặt cho toàn thể cộng đồng Fulbright, tôi muốn gửi lời tri ân đến các bậc phụ huynh, gia đình và những người thân yêu của các bạn sinh viên. Và chúng tôi rất cảm ơn về những sự hy sinh của quý vị. Và tôi cũng muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất với các chuyên viên, giảng viên và những con người đã luôn tận tâm bền bỉ cống hiến, kiến tạo cho một trường Fulbright. Và chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam vì đã dành niềm tin cho Đại học Fulbright cũng như hỗ trợ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Năm học 2022-2023 đánh dấu sự trưởng thành của Đại học Fulbright Việt Nam khi mà chúng tôi bước vào năm thứ 6 hoạt động. Và 5 năm về trước, thì tập thể 54 sinh viên đồng kiến tạo và 15 giảng viên đã sát cánh bên nhau để cùng đặt những viên gạch nền móng cho ngôi trường đại học đầu tiên. Và trong năm tới đây thì các em sinh viên năm học đồng kiến tạo sẽ tốt nghiệp cùng 49 sinh viên niên khóa 2023. Và năm nay thì tập thể sinh viên của chúng tôi đã tăng lên con số 633 bạn và đội ngũ giảng dạy của trường cũng vừa đón 20 giảng viên mới trong mùa hè vừa qua. Và mới vội thành viên mới gia nhập cộng đồng thì chúng tôi lại chào đón thêm những ý tưởng, tinh thần, tiềm năng, trải nghiệm và những kỳ vọng mới của một hành trình phát triển và nghiên cứu, học tập và tư duy đa chiều. Những gương mặt mới này của cộng đồng sẽ là nhân tố giúp chúng tôi duy trì và phát huy những giá trị vốn có. Họ sẽ mang đến những góc nhìn, mang định hướng đa dạng, linh hoạt và toàn cầu cho toàn bộ Đại học Fulbright. Và sau 6 năm xây dựng và phát triển, thì giờ đây chúng tôi đã hoàn có một ngôi trường đại học với mô hình giáo dục độc đáo, mang đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam. Và trong tim tôi thì Đại học Fulbright giữ một vị trí rất là đặc biệt. Khi mà tôi bắt đầu giữ cương vị của một hiệu trưởng lâm thời, thì từ lúc đó thì tôi còn làm việc trực tuyến từ xa và sau đó thì mới làm đến ngay trực tiếp tại Fulbright. Và năm 2022 là 30 năm kể từ khi tôi đặt chân đến Việt Nam lần đầu tiên tại thủ đô Hà Nội. Và chắc tôi nghĩ rằng tất cả hầu hết các quý vị tham dự buổi lễ hôm nay đều nhớ rằng Việt Nam của 30 năm nay rất khác so với Việt Nam của 30 năm trước. Và ngày trước thì xe đạp là phương tiện di chuyển chính. Để gọi được một cuộc điện thoại thì tôi phải đi đến bưu điện. Thời đấy thì một tô phở có giá là 6.000 đồng và 10.000 đồng là tờ tiền có mệnh giá cao nhất.
Vì vậy nên là nếu mà muốn đổi một tờ 100 đô la Mỹ thì phải đến cầm xách theo một cái vali nhỏ để đựng tiền mang đến ngân hàng. Và tôi đã phải lòng Việt Nam từ lúc đó. Và tôi rất là may mắn khi gặp gỡ hàng trăm người nghệ sĩ mà sau này chính là những nhân vật chính trong luận án tiến sĩ của tôi. Và hơn cả những người cộng sự thì chúng tôi là gia đình của nhau. Họ mời tôi đến nhà, đưa tôi đến lễ chùa, khám phá văn hóa và quê hương của họ. Tôi được tham dự những sự kiện quan trọng, cả vui lẫn buồn, và cùng chung vui tại họ tại các triển lãm nghệ thuật đặc sắc. Và mặt khác thì Fulbright thì không chỉ là ngôi nhà của tôi, mà tôi còn có cơ hội được nhận tận hai học bổng Fulbright. Lần đầu là vào năm 1992, khi mà tôi nhận được học bổng nghiên cứu của chương trình Fulbright Hayes. Nhưng mà lệnh cấm vận khi đó thì chưa cho tôi trực tiếp đến tham quan Việt Nam. Vì vậy nên là tôi phải nghĩ ra một dự án nghiên cứu về các dấu tích khảo cổ trên tuyến thương mại biển giữa Philippines và Malaysia để đến được Việt Nam từ thủ đô Manila và Kuala Lumpur. Tôi còn nhận được thêm một khoản viện trợ từ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội với đề xuất nghiên cứu khảo cổ thuộc địa của Pháp với các khám phá của Việt Nam sau năm 1975. Tuy nhiên thì chỉ khi đến trực tiếp tại Việt Nam thì tôi mới được mở mang tầm mắt với một thế giới nghệ thuật dương đại và hiện đại độc đáo, và đó cũng chính là chủ đề luận văn của tôi thời bấy giờ. Và năm 2004-2005 thì tôi nhận được học bổng học giả Fulbright và cho phép tôi có cơ hội được nghiên cứu về nghệ thuật biểu diễn về Viện Văn hóa Nghệ thuật và Việt Nam. Và từ những ngày đó thì tôi cứ làm việc và đi tới mọi miền tổ quốc Việt Nam, và tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng có một ngày nào đó thì tôi sẽ trở thành hiệu trưởng của một trường đại học và có thể đồng giảng dạy với tiến sĩ Pamela Corey. Và tôi đã rất là bất ngờ với các em sinh viên ở đây. Các bạn rất là tò mò, ham học hỏi, có đầu óc cởi mở và luôn có độc lập trong suy nghĩ. Và trên hết là các bạn có một tâm hồn đầy thấu cảm và một trái tim yêu thương. Và từ một khái niệm táo bạo chưa được kiểm chứng, thì các bạn đã góp phần xây dựng Đại học Fulbright Việt Nam trở thành một thực tế sống động. Mà ở đó, mỗi sinh viên đều thấm nhuần trong những giá trị tinh thần của mình. Và trong hành trình đó thì các bạn đã trải qua rất là nhiều chông gai để có thể xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng một giàu mạnh này. Và cuối cùng thì Fulbright nhắc tôi về những ngày tháng học tập ở trường đại học của mình. Vâng, và cũng như nhiều bạn đang ngồi ở đây thì tôi đi học xa nhà từ năm 18 tuổi. Từ quê nhà của mình ở Geneva, Thụy Sĩ, thì tôi đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ tại Providence thuộc tiểu bang Rhode Island, Hoa Kỳ để theo học Đại học Brown. Và tôi cũng đã cân nhắc rất là lâu mới dám đánh đổi môi trường học tập chuyên biệt và cứng nhắc mình đã rất quen thuộc để theo đuổi một nền công nghiệp giáo dục mà có cái sự sáng tạo, tò mò, khám phá và tiềm năng phát triển liên ngành giữa các môn học được đặt lên hàng đầu. Và chỉ sau khi theo học những cái môn như là ngôn ngữ học, ngôn ngữ Nga, thiên văn học, sinh học con người, lý thuyết phân tâm học hoặc thơ ca và triết học, thì tôi mới quyết định theo đổi chuyên ngành lịch sử nghệ thuật của mình. Thì những cái môn học này không hề bắt buộc, tôi chỉ phải theo học 8 lớp để hoàn thành chuyên ngành của mình, còn 20 lớp còn lại thì hoàn toàn là tự chọn. Và tại Đại học Brown thì tôi kết bạn cả trong lớp và các hoạt động ngoại khóa, và đây là những người mà tôi vẫn còn quý đến tận bây giờ. Và trong những cái lúc có thời gian rảnh rỗi thì tôi làm từ gia sư tiếng Pháp, làm pizza, phục vụ cửa hàng kem, và trong 8 lớp học mà tôi học trong những cái năm này đã truyền cảm hứng cho tôi và những năm nghiên cứu lịch sử nghệ thuật sau đại học và bắt đầu sự nghiệp của mình. Và chính nhờ những cái ngày tháng học tập ấy mà tôi đã mới phát hiện hiện triển được niềm khao khát kiến thức vô hạn của mình. Và toàn thể sinh viên nói chung và các bạn sinh viên khóa 2026 thân mến, tôi chúc các bạn có một khởi đầu thuận lợi và hãy thỏa sức khám phá và đừng lo ngại trước những thay đổi và đừng e ngại trước những vấp ngã. Và tôi chúc các bạn sớm tìm thấy những tình yêu của đời mình, những niềm đam mê cháy bỏng, những người bạn tốt bụng. Và tất cả chúng ta sẽ cùng chung tay xây dựng một ngôi trường đại học tuyệt vời. Cảm ơn.
Thank you so much, cô Nora Taylor. Xin cảm ơn cô Nora Taylor với buổi phát biểu khai mạc vừa rồi. Và bây giờ đây là thời gian chúng ta bắt đầu chứng kiến một cái phần rất là quan trọng của chương trình, đó chính là lễ khai giảng. Và phần này là để chính thức chào mừng các bạn sinh viên mới trở thành một thành phần của cộng đồng và chúng ta sẽ ở cùng nhau và học cùng nhau trong 4 năm tới. Và hơn thế nữa, cái lễ khai giảng này sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu được trách nhiệm khi chúng ta trở thành những thành viên của cộng đồng học cùng học tập ở Fulbright. Và bạn Phương Pháp sẽ giới thiệu cho chúng ta nhiều hơn về nội dung này. Xin cảm ơn chị Mai Liên. Và cái lễ này sẽ do lễ khai giảng sẽ do tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân là giám đốc chương trình cử nhân của Đại học Fulbright thực hiện. Đầu tiên thì chị Ngân sẽ giải thích cho tất cả chúng ta về ý nghĩa và tầm quan trọng của trường đại Fulbright và phục vụ cộng đồng của chúng ta. Bây giờ xin mời chị mời tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân là giám đốc chương trình cử nhân của đại Fulbright lên sân khấu bắt đầu lễ khai giảng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc sống mới với những thói quen sinh hoạt mới và cả những lối tư tưởng mới. Nhưng quan trọng hơn là hôm nay đánh dấu một trong những dịp hiếm hoi trong đời mà chúng ta có thể dõng dạc tuyên bố rằng chúng ta là thành viên mới một cộng đồng đồng. Và ngày hôm nay đó chính là cộng đồng Fulbright. Fulbright là một cộng đồng mà tất cả các giảng viên, sinh viên và nhân viên trong kiến tạo đều trở thành một cộng đồng học tập và phát triển cùng tiến. Chỉ khi mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm và duy trì những cái giá trị đạo đức, những cái cam kết chung và những chuẩn mực chung về chất lượng, thì cộng đồng của chúng ta mới có thể phát triển hơn thịnh. Mỗi người đều có những hệ giá trị cá nhân khác nhau, nhưng ở đây thì mọi người đều có giá trị như nhau. Với tinh thần cộng đồng và sự tôn trọng, thì chúng tôi mời các bạn, những tân sinh viên của chúng ta, chính thức gia nhập cộng đồng Đại học Fulbright Việt Nam bằng cách cùng tôi xướng lên chuẩn mực đạo đức Fulbright. Qua hành động này, thì các bạn cam kết sẽ giữ vững những nguyên tắc đạo đức được xem là chuẩn mực để Fulbright luôn phát triển và trở thành một cộng đồng cùng học hiệu quả. Tôi xin mời các bạn sinh viên cùng đứng lên ạ. Và ta hãy cùng nhau xướng lên chuẩn mực đạo đức Đại học Fulbright nhé. Okay, great. Are you ready? Okay. At Fulbright University Vietnam, là một thành viên của Đại học Fulbright Việt Nam, tôi trở thành một phần của cộng đồng cùng học. Tôi quyết giữ vững những chuẩn mực cao nhất đối với các giá trị đạo đức và tính chính trực. Tôi cam kết ứng xử đúng mực với tất cả lòng trắc ẩn, sự tôn trọng và tính trung thực. Là một thành viên của cộng đồng này, tôi bằng lòng đảm nhận nhiều trách nhiệm khác nhau. Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với công việc học tập và hành vi ứng xử của bản thân. Tôi luôn giữ một tư tưởng cầu tiến và không ngại thay đổi. Tôi cam kết chịu trách nhiệm giữ vững tuyên bố liêm chính trong học thuật và chuẩn mực đạo đức của Đại học Fulbright. Tôi cam kết thực thi một cách nghiêm túc, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề về vi phạm tuyên bố liêm chính trong học thuật và chuẩn mực đạo đức,
và khuyến khích các thành viên trong cộng đồng cùng tuân theo. Tôi cam kết chịu trách nhiệm thúc đẩy và duy trì hành vi đạo đức của tôi ở nhà và cả trong xã hội. Tôi cam kết tận tâm cống hiến thời gian và tri thức để định nghĩa lại mối quan hệ học hỏi giữa các thành viên trong cộng đồng cùng học. Tại Fulbright, chúng ta học cùng nhau và học từ nhau. Tôi cam kết sẽ không ngừng tham gia trao đổi ý tưởng mới một cách trung thực và tôn trọng lẫn nhau. Và tôi cam kết không ngừng lắng nghe những quan điểm khác nhau để môi trường học hỏi có thể phát triển một cách phong phú. Vâng, xin cảm ơn và chào mừng các em đến với Đại học Fulbright Việt Nam. Vâng, xin mời các bạn. Xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Vũ Trang Minh và các bạn sinh viên. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin mời tiến sĩ Ngân ở lại sân khấu một chút. Và chúng tôi rất là vui và cũng rất là vinh dự khi mà lắng nghe cái phần phần đọc và chia sẻ của các bạn ở đây. Thì tôi cảm thấy rất là xúc động vì cách đây 5 năm trước, 4 năm trước thì tôi cũng đã đọc ở cái vai của các bạn và cũng đọc những lời hứa này. Và tôi cũng đã tự hứa với bản thân mình là tôi sẽ luôn luôn tuân thủ và thực hiện cam kết này. Và khi mà chúng ta có một khóa học mới và các bạn đang thực hiện cái lễ rất là quan trọng này, thì xin mời tiến sĩ Ngân chúng ta sẽ đánh trống để chính thức khai giảng năm học đầu tiên của niên khóa 2022-2026 Đại học Fulbright Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân. Và bây giờ chúng tôi rất vui mừng được công bố năm học đầu tiên của khóa học 2022-2026 Trường Đại học Fulbright Việt Nam đã chính thức bắt đầu. Xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng các bạn tân sinh viên. Kính thưa tất cả các quý vị khách quý, thưa tất cả các bạn và các bạn sinh viên khóa học 2022-2026, Trường Đại học Fulbright Việt Nam là một môi trường học thuật mà luôn luôn ủng hộ và hỗ trợ cho tư duy học để suy tư duy. Ở Đại học Fulbright thì các bạn không phải chỉ học kiến thức mà chúng ta còn được khuyến khích để có thể khám phá chính mình, để sống có ý nghĩa và để làm chủ tư duy của mình cũng như tự tạo ra con đường của chính mình, tạo ra thế giới mà các bạn muốn sống trong tương lai. Và tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta, chúng tôi rất vinh dự được chào mừng một diễn giả, một người chưa bao giờ dừng lại để tìm kiếm con đường cho chính mình và sống một cách có ý nghĩa. Tôi thực sự vinh dự được giới thiệu ông Đinh Đức Hoàng lên sân khấu với bài trình bày chính của diễn giả tại chương trình ngày hôm nay. Xin mời ông Đinh Đức Hoàng. Yes, this will be the very first Vietnamese speech in today's convocation ceremony. Yes, and I would ask for 25 minutes of your time. When Madame Đàm Bích Thủy, President of the Fulbright University, invited me to give a keynote speech at the convocation this year, she asked me to talk about a very very interesting topic about how to break down the stereotypes and create the world the way you want it to be. And I was perplexed because I did not know what to talk to you about. Yes, there's an inherent paradox here. I myself against empiricism. And if the goal is to break down the stereotypes, why should you listen to our predecessors? And who in their right mind want to share their experience? Chính tôi đã sống như thế. Chính tôi đã biết đặt câu hỏi và nghi ngờ mọi thứ kinh nghiệm mà người đi trước truyền dạy. Và bây giờ tôi lại bảo các bạn nghe tôi đi, điều hay lẽ phải đây nè, thì rất là dở hơi. Nghịch lý này thì tồn tại khắp nơi, giống như ngay cả chủ nghĩa tự do đến cuối cùng
cũng lại là một hệ thống nguyên tắc ngặt nghèo mà thỉnh thoảng trong lịch sử thì người ta nhân danh chủ nghĩa tự do để áp đặt người khác bằng vũ lực, đúng không ạ? Ai lại đi áp đặt người khác phải tự do lại còn bằng vũ lực, kiểu tự dưng xông vào đấm người ta sưng cả mắt, xong bảo là ai cho phép mày nghĩ thế, mày phải suy nghĩ tự do lên. Thế thì tôi suy nghĩ khá lâu và tôi tự hỏi rằng là điều gì quan trọng nhất mình đã học được trong đời để nói trong cái lễ khai giảng này. Thì tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái khái niệm bằng tiếng Đức. Nó đọc là Bildungsverluste. Nó có nghĩa, nó là một khái niệm do Friedrich Nietzsche đề xuất. Nó có nghĩa là trọc phú kiến thức. Năm 19 tuổi thì tôi đọc rất là nhiều triết học. Hồi đó thì chúng tôi không được may mắn như các bạn bây giờ. Internet còn khá là đắt đỏ. Thì năm thứ nhất đại học ấy, thì tôi đi làm thuê cho một công ty truyền thông. Và tôi thường ngủ đêm ở lại công ty vì ở đấy có điều hòa, có mì ăn liền miễn phí và có máy tính vào Internet. Ở phòng trọ không có cả ba thứ này, đặc biệt là mì ăn liền. Trong những đêm trắng ở văn phòng ấy, thì tôi ăn mì xong ấy, thì tôi đọc Tư Bản Luận của Marx, tôi đọc Kinh Tăng Chi Bộ của Thích Ca, tôi đọc Đạo Đức Học của Kant và tôi đọc Zarathustra đã nói như thế của Nietzsche. Tôi nghĩ rằng mình muốn trở thành người giỏi giang mà thì mình phải đọc, và đọc thì phải đọc mấy ông kinh điển cho nó bõ. Thì có những ông như Kant thì tôi một chữ một câu tôi không hiểu. Nhưng mà cuối cùng ấy, thì trong những ngày tháng đấy thì tôi may mắn học được một cái quan điểm từ Nietzsche. Đấy là việc đọc nhiều sẽ chỉ khiến chúng ta trở thành một trọc phú kiến thức, chứ không khiến bạn thành một người giỏi hơn. Trọc phú kiến thức ấy, là cách mô tả dành cho những người đọc rất nhiều sách vở, báo chí, ghi nhớ những kiến thức trong đó và tin rằng nó là của mình. Bạn sẽ gặp những người như vậy ở rất nhiều nơi, đặc biệt là trong xã hội Việt Nam hiện nay, khi mà Internet và mở cửa đến ngang xương và đổ ập vào người ta một mớ tri thức và ai cũng có quyền tin rằng tri thức này là của mình. Các fanpage chuyên tầm chương trích cú, các bạn hot girl khoe vòng eo con kiến kèm những câu chiêm nghiệm rất là deep về cuộc sống, đúng không ạ? Các diễn giả cả đời không có một công trình thực tiễn nào nhưng mà lại toàn nói chuyện sách vở phương Tây. Các nhà báo, các học giả lệ thuộc vào việc phải trích lời một danh nhân nào đấy. Bạn sẽ gặp những người như thế ở rất nhiều nơi. Và nó không chỉ diễn ra trong lĩnh vực khoa học. Nếu mà bạn follow đủ số các fanpage và Instagram thì bạn sẽ nhận được một cái rừng tri thức về cuộc đời, về tình người, về cách sống được dẫn lại từ đâu đó. Chúng ta đang sống trong một thời đại của copy and paste. Bạn ấy, ngày mai có thể trở thành một người như thế. Đọc được cái này sướng quá và nghĩ là mình, thế là mình hiểu biết hơn người khác rồi. Ngày mai sưng sưng đi hỏi bạn bè là mày có biết vì sao thị trường nhà đất phố Wall, à nhà đất Hoa Kỳ và phố Wall sụp đổ năm 2008 không? Tao vừa mới xem xong một bộ phim, hết bộ phim của Michael Moore rất là deep để tao giải thích cho. Trong phố kiến thức này nói chuyện kiểu đấy. Tôi và nhiều thầy ở đây sẽ nói với các bạn rằng kể cả các bạn có xem hết Michael Moore, Adam McKay hay là đọc hết Noam Chomsky thì các bạn cũng chưa biết chuyện gì đã xảy ra ở Mỹ đâu. Phải cho đến lúc các bạn nhìn hệ thống ngân hàng và thị trường bất động sản Việt Nam vận hành ở Việt Nam vào năm 2022 này, bạn mới hiểu chuyện gì đã diễn ra ở Mỹ năm 2008 cơ. Và đó là cách mà tri thức tự thân hình thành. Việc đọc, ghi nhớ và nói lại những tri thức đã viết thành sách vở thì nó không sai, nhưng nó không bao giờ đúng. Bởi vì tri thức thực sự chỉ hình thành thông qua quá trình chiêm nghiệm, trải nghiệm, hấp thụ, tự phản biện, tự luận. Nếu mà Noam Chomsky nói ra câu gì đó dù nó không chê vào đâu được, ấy, Nobel Kinh tế mà, nó cũng sẽ chỉ trở thành tri thức của bạn nếu bạn thực sự quan sát, chiêm nghiệm những điều đang diễn ra trong thế giới của mình. Nếu nó không tự hình thành bên trong ấy, thì bạn chỉ là người nói nhại lại người khác thôi. Đấy là ý nôm na của Nietzsche khi đề xuất khái niệm trọc phú kiến thức. Tôi may mắn nhớ được điều này vào năm 19 tuổi để tránh trở thành một người như thế. Phải tránh trở thành một người như thế, sống như một trọc phú kiến thức thì rất là sang trọng. Nói ra những điều mình đã đọc, đã xem, đã nhớ thì có gì mà sai, đúng không ạ? Đứa khác không đọc thì nó ngu chứ, nó thiệt chứ. Tôi chăm chỉ đọc sách, đọc báo, xem phim tài liệu trên Netflix thì tôi có quyền được nói lại những điều trong đó, đúng không ạ? Đó là tri thức của tôi. Các thầy cô ở đây sẽ nói với các bạn rằng có những điều nghe rất đơn giản, thậm chí là sáo mòn, nhưng cho đến khi người ta thực sự trải qua và chiêm nghiệm, họ mới nhận ra rằng đó là tri thức của mình. Để tôi kể cho các bạn một câu chuyện vui. Ở trên tôi nói rằng là trong những năm tháng thanh niên ấy, thì tôi đọc Kinh Tăng Chi Bộ của Thích Ca. Trong Tăng Chi Bộ thì có mấy điều Phật dạy các tỳ kheo mà tôi nhớ, mà có một điều mà tôi năm 19 tuổi tôi rất là tâm đắc. Câu đấy là: tâm tư thế giới thời không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thì người nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Câu này để diễn nôm lại thì khá là đơn giản, ngày đấy tôi cũng làm được. Đại loại là chúng ta ấy, thế giới của chúng ta, những điều đang diễn ra xung quanh chúng ta là vô minh, không nên cố gắng đi tìm bản chất. Nếu mà cố hiểu tâm tư của thế giới thì chỉ có phát điên,
Chuẩn rồi, tâm đắc, hay. Các bạn nhớ câu này nhé. Bây giờ đến phần câu chuyện. Là có một giai đoạn thì tôi quen hai cô gái. Và tôi không thể quyết định được rằng, mình sẽ yêu ai. Cũng không phải là lừa đâu, vì tôi có nói với một trong hai cô là tôi có người yêu rồi. Và cái cô tạm gọi là thứ ba này thì cô cũng đang có người yêu. Thì cảm mến nhau thì hay gặp gỡ, đi chơi, tụ tập cùng bạn bè chung. Thế nhưng mà rồi là tình cảm thì với cô bạn này thì cứ leo thang thôi. Và đến một lúc thì cả hai bạn gái đều không thể chịu đựng được nữa. Và họ quyết định gặp nhau, nói chuyện cho ra nhẽ. Tôi cũng không biết cuộc gặp diễn ra như thế nào. Nhưng mà đi về thì tôi gặp bạn không chính thức trước. Thì bạn ấy bảo là mình đừng gặp nhau nữa, Hoàng về đi. Thế các bạn biết lúc ấy tôi nói cái gì không? Tôi là chọc phú kiến thức mà. Tôi ngoài 20 tuổi và tôi đang thức đêm đọc sách triết học. Và tôi tin rằng các cô ấy yêu tôi một phần cũng vì cái tâm hồn chọc phú này. Tôi nói với cô ấy là tâm tư thế giới, thời không thể nghĩ đến được. Nếu nghĩ đến thì người nghĩ chỉ có đi đến cuồng loạn và thống khổ thôi. Tôi trích Phật Thích Ca để giải quyết vấn đề ái tình luôn đấy, thề. Năm đấy tôi sống như thế. Xong rồi cô ấy bảo là tớ chẳng hiểu gì cả, bạn về đi. Chuyện sau này thì nó cũng bung bét vì tôi cũng không quay lại với cô chính thức được nữa. 15 năm trôi đi thì bỗng nhiên một ngày chúng tôi gặp lại. Thì chỉ có lúc đấy chỉ còn tình cảm những người bạn cũ thôi. Thì chúng tôi nói chuyện về cuộc sống và tất nhiên cả những điều không nên cố nghĩ đến trong cuộc sống. Rồi bỗng nhiên tôi nhận ra rằng là cả hai chúng tôi lúc đấy mới hiểu cái câu nói năm xưa. Đúng là tâm tư thế giới, thời không thể nghĩ đến được. Nếu nghĩ đến thì người nghĩ chỉ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Chính lúc đấy thì tôi mới hiểu, và đến lúc đấy thì cô ấy mới hiểu. Và chúng tôi thì đã ở tuổi trung niên rồi. Tức là ngay cả mấy cái câu quote về tình yêu và lẽ sống ấy, chúng ta thỉnh thoảng cũng phải mất một lúc, thường là 15 hay 20 năm, mới thực sự nhận ra nó nói về cái gì. Tri thức về ái tình thì rất là quan trọng. Nhưng mà dù sao hôm nay cũng là lễ khai giảng của trường đại học. Chúng ta hãy dành một chút thời gian để nói về vai trò của tri thức với lại nghề nghiệp đi. Với tôi thì bi kịch lớn nhất của một nhân sự dù ở bất kỳ lĩnh vực nào ấy là phải đi vay mượn tri thức. Tôi có rất nhiều bạn bè là chọc phú kiến thức, họ có vị trí xã hội. Tiền kiếm cũng không khó quá. Nó đến từ một đặc trưng của xã hội Việt Nam là cơ hội tiếp cận tri thức chưa được chia đều. Thời của các bạn thì đều hơn một chút nhé. Nhưng mà ngay cả thời các bạn ấy, thì ở nhiều vùng sâu, vùng xa người ta cũng chưa có Netflix để xem đúng không ạ? Cũng không có 4G và một cái hiệu sách cũng không có. Thời của tôi thì khoảng cách này còn xa hơn. Tôi may mắn thì xin được việc làm thêm và xem Internet chùa. Chứ những năm 2000 ấy, thì hầu hết bạn học của tôi chỉ có đi ngủ sớm thôi. Vì thức đêm thì mì không có mà ăn mà. Thì khoảng cách này thì cho phép một số người được đọc nhiều hơn người khác, tiếng Anh tốt hơn, kỹ năng tìm kiếm Google tốt hơn người khác. Và họ ra sức sử dụng cái lợi thế đấy để tranh vị trí xã hội. Khoảng 20 năm trước ấy, thì thị trường xuất bản thậm chí bị thống trị bởi các nội dung dịch thuật, rồi phái sinh từ báo nước ngoài. Người dân không tự tìm kiếm được thông tin mà. Và hình thành một đội ngũ nhà báo chuyên gia chỉ việc nói lại những gì họ đọc được trên Internet là kiếm được tiền. Thậm chí là nhiều tiền. Trong buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên của tôi cách đây 16 năm ấy, thì câu hỏi duy nhất tôi còn nhớ là em hay đọc thông tin ở trang nào. Hồi đấy thì biết đọc ở đâu, biết đọc ở trang nào đã là một loại trình độ rồi. Lại còn đọc bằng tiếng Anh nữa, quá đỉnh. Phỏng vấn xin việc chỉ cần hỏi nhau thế thôi, là phân biệt được trình độ. Và đến bây giờ thì những cái chọc phú kiến thức này thì vẫn còn chỗ đứng trong xã hội. Nhưng mà ngược lại, thì tôi cũng có những người bạn cả đời chỉ viết ra những thứ nguyên bản, những thứ anh ta thực sự suy nghĩ, chiêm nghiệm được, nhặt nhạnh được, những thứ tự hiểu ra. Họ sẽ kiếm tiền chậm hơn một chút, vì họ không thể sản xuất công nghiệp được. Có khi cả đời họ chỉ viết ra được một tác phẩm được biết đến thôi, rút ruột ra thì khó hơn đi vay mượn mà. Thì cuộc đời tôi chỉ kính nể loại người thứ hai thôi, những người làm ra các thứ bằng tri thức nguyên bản ấy. Loại thứ nhất ấy, cho dù họ có bước xuống từ một cái Mercedes hay là trích được Immanuel Kant bằng tiếng Đức ấy, thì tôi vẫn thấy xót xa cho họ. Bởi vì bạn nhận ra là trong cái loại người thứ hai này, những người mà có tri thức tự thân, thì ngoài các bác sĩ, nhạc sĩ, các nhà nghiên cứu ấy, thì còn có cả các bác sửa xe, các bác nông dân, chị bán ốc, đúng không ạ? Họ thực sự trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình nhờ vào khả năng quan sát và tự chiêm nghiệm. Hãy thử tưởng tượng ra hai khung cảnh nhé. Một là bạn đang ngồi xổm ở hàng sửa xe, bạn nhìn bác sửa xe gỡ tung cái Kawasaki của bạn ra, sờ mó, thăm khám nó, chẩn đoán bệnh, tìm nguyên nhân có âm thanh lọc cọc trong máy. Và khung cảnh thứ hai là bạn ngồi trong một khóa học được giảng bởi một vị là có học vị tiến sĩ, nhưng mà bạn biết rằng cái slide trên bảng ấy 100% là tài liệu nước ngoài, ông này chỉ Việt hóa lại, rồi nói sang sảng thôi.
Hãy nghĩ vào hai hình ảnh đấy. Và cảm giác của bạn thì bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi khi nói rằng tôi kính nể loại người này và thương hại loại người kia. Tại sao chúng ta cần tri thức nguyên bản nếu mà tri thức vay mượn vẫn kiếm ra tiền nhanh hơn và đỡ vất vả hơn? Với tôi thì nó có hai lý do. Một là sự bền vững của tri thức tự thân. Hai là cái di sản bạn mong muốn để lại. Tri thức vay mượn thì nó không bền vững, ngay cả trong việc kiếm tiền. Nếu mà anh chỉ nói lại điều người ta đã nói thì nó sẽ trở nên lạc hậu rất nhanh. Tôi kể ở trên rằng là thời mới mở cửa thì việc kiếm tiền bằng các cái nội dung vay mượn thống trị ngành xuất bản, đúng không ạ? Nhưng rồi tới các thời của các bạn, những người mà có thể đọc tiếng Anh vênh vách và nắm bắt thông tin từ các cái nền tảng tự do như kiểu Reddit, Tumblr, chứ còn không thèm đọc báo nữa, thì những cái chuyên gia mà vay mượn thời của tôi bỗng nhiên lại thất nghiệp. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được rằng là năm tôi 21 tuổi, nếu mà điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát ấy, thì tôi kiếm được tương đương với khoảng 70 triệu đồng một tháng ngày nay chỉ bằng việc đọc và dịch báo nước ngoài. Bạn không tưởng tượng được, bởi vì có ai bây giờ cần cái kỹ năng đấy đâu, đúng không ạ? Bây giờ mà chỉ biết đọc báo bằng tiếng Anh thì coi như là không có kỹ năng gì. Thì chúng tôi lạc hậu rất nhanh. Và ngay lúc này thì tôi cũng đang chứng kiến sự thất thế của rất là nhiều chuyên gia vay mượn, các chọc phú kiến thức và các chúa tể Google ấy. Chúng ta vẫn gặp những kiến trúc sư nói như vẹt về phong cách Scandinavia, minimalism hay là phong cách Indochine, vì người ta nói thế, chứ không hiểu được nguyên tắc nền tảng của mỗi nền văn hóa. Họ sẽ vẫn kiếm tiền được ở nhiều địa phương, nhưng sẽ dần mất thị phần ở những nơi mà chất lượng sống đang tăng lên. Ở những tác giả sao chép các mô típ từ các kịch bản Hollywood và Hàn Quốc rồi đặt nó vào bối cảnh Việt Nam mà không hiểu được tình cảm thân phận con người, họ vẫn tồn tại. Họ sẽ bị mất thị phần vào chính tay các tác giả nước ngoài, những người đã dành cả đời để tìm hiểu một chủ đề. Chúng ta sẽ gặp những chuyên gia truyền thông vẫn đang nói về các mô hình phương Tây, trích dẫn Philip Kotler hay là David Ogilvy mà không hiểu được tâm lý của người Á Đông hay Việt Nam. Và họ sẽ mất thị phần vào chính tay cái bác sửa xe tôi nói ở trên ấy. Nếu mà bác sửa xe đấy mà quyết định mở một chuỗi cửa tiệm thì đấy sẽ là người hiểu hơn ai hết về cách người Việt Nam đối xử và kỳ vọng ở cái xe của mình, đúng không ạ? Bác ấy sẽ hiểu Philip Kotler hơn cả những ông đọc Philip Kotler bằng tiếng Anh và có thể tự lên một chiến lược marketing đỉnh của đỉnh. Chúng ta đang không nói về việc là ngày mai ra trường kiếm được việc làm, mà chúng ta đang nói về việc một sự nghiệp 30-40 năm. Google không cho phép bạn duy trì một sự nghiệp kiểu như này. Sự nghiệp của bạn chỉ bền vững nếu mỗi điều bạn nói ra là điều bạn tự nhận ra thôi. Nó bền vững theo cách này này. Khi bạn tin vào những điều mình nói và mình làm ấy, thì nó là một phần của tâm hồn, của suy nghĩ của bạn. Và lúc đấy thì cái việc mà bạn kiếm được ít tiền hay nhiều tiền, nó không quyết định giá trị của sự nghiệp nữa. Sự nghiệp lúc này gắn với cái tôi cá nhân của bạn treo lủng lẳng ở tim bạn này, chứ không gắn với thang đo tiền bạc nữa. Và lúc đấy thì sự nghiệp siêu bền vững. Hãy tin lời tôi rằng xã hội ngày nay càng ngày càng tôn trọng các tri thức nguyên bản, và nó sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho bạn. Lý do thứ hai bạn cần có tri thức tự thân chính là di sản bạn muốn để lại. Nó cũng là chủ đề của lễ khai giảng năm nay, kiến tạo thế giới theo cách của bạn. Di sản không phải là thứ gì to tát kiểu một cái tượng đài đâu, mà là bất kỳ một cái điều gì bạn để lại thế giới này. Thế giới nó chỉ cần tốt lên một chút khi bạn rời đi so với khi bạn bước vào là bạn đã để lại di sản rồi. Thế làm thế nào để có được tri thức nguyên bản? Bạn vẫn sẽ phải đọc rất nhiều, bạn vẫn phải ghi nhớ, nhưng không phải để phun ra, không phải để sống như một chọc phú, để khoe mẽ với đám trí nhớ đó. Bạn cứ nhớ trong đầu thôi, và cuộc sống sẽ cho bạn thêm các mảnh ghép để tri thức tự hình thành. Bạn không cho phép mình nói ra một thứ gì, ứng dụng một cái kiến thức gì nếu chưa tự tin rằng đó là điều bạn tự nhận ra. Copy and paste không sai, nó chỉ sai khi bạn không thực sự hiểu cái mà bạn paste. Tôi chỉ nhận ra cái gọi là chọc phú kiến thức khoảng chục năm sau khi tôi bắt đầu ghi nhớ nó trong đầu. Đấy là một hành trình đau đớn so với việc bạn lên Wikipedia và Pinterest để copy cái gì đấy xuống cho nó xong deadline, đúng không ạ? Nhưng các thầy cô ở đây sẽ nói với bạn ấy, là tri thức rất thường xuyên hình thành thông qua mất mát, đau đớn và cả ân hận. Hành trình theo đuổi tri thức tự thân là một hành trình bất công nữa. Bạn có lúc sẽ giật mình nhận ra rằng là cái bọn sao chép vay mượn ấy đang kiếm tiền nhanh hơn mình, và có vẻ sung sướng hơn nữa. Bạn sẽ tự hỏi rằng là mục đích của em là đi học có công việc tốt và kiếm được tiền. Việc gìn giữ cái tôi hay là kiến tạo thế giới theo cách của mình có thực sự quan trọng đến thế không? Tôi sẽ nói như nào nhỉ? Tôi sẽ nói là bạn hiểu được bao nhiêu và tin về điều gì là tùy bạn. Vì sao? Vì tâm tư thế giới, thời không thể nghĩ đến được. Nếu mà nghĩ đến thì người nghĩ chỉ có đi đến cuồng loạn và thống khổ. Tôi xin cảm ơn các bạn. Mr. Dinokwan, please.
Vâng, xin mời anh Hoàng ở lại sân khấu một chút. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời chủ tịch của trường đại học Fulbright Việt Nam, bà Đàm Bích Thủy lên sân khấu để việc gửi đến ông Đinh Đức Hoàng một món quà rất đặc biệt của các bạn sinh viên trường đại học Fulbright. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đức Hoàng về một bài trình bày truyền cảm hứng. Thank you so much. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, tôi tin rằng là hiện nay chúng ta đang theo dõi chương trình rất là chăm chú. Và ở phía dưới này là như vậy. Nhưng mà cũng xin được hỏi ở phía trên lầu 2 thì các bạn đang như thế nào đây? Bạn Phát có thể cho chúng tôi biết là ở trên lầu 2 các bạn sinh viên đang cảm nhận như thế nào? Chị Mai Linh ơi. Và một lần nữa, tôi là Quách Minh Phát, hiện nay đang ở trên phía lầu 2 cùng với các bạn sinh viên và các giảng viên. Và tôi tin rằng là các bạn sinh viên đã nhận được rất là nhiều những nguồn cảm hứng từ phần trình bày và trao đổi của anh Đinh Đức Hoàng vừa rồi. Các bạn chắc chắn là sẽ sống cái cuộc sống sinh viên, cuộc đời sinh viên của Fulbright rất là tuyệt vời. Và tôi cũng tin là các bạn thì đang có nhiều cảm xúc, nó rất là dâng trào và khác nhau. Như vậy có lẽ là chúng ta nên trao đổi với các bạn sinh viên một chút để xem các bạn đang nghĩ gì tại thời điểm này. Và để tôi xin phép được chọn một vài bạn. Vâng, các bạn ngày hôm nay mặc đồ đều rất là đẹp, trông rất là vui tươi, phấn khởi. Mời bạn có thể lên đây được không? Vâng, bạn có thể giới thiệu về mình được không? Vâng, xin chào các thầy cô và các bạn. Tôi tên là Lê Nguyễn Hoàng Ly. Và em là tân sinh viên mới của món niên học 2022-2026. Vâng, chúng tôi rất là vinh dự khi mà có đón chào bạn đến với chương trình. Và bạn đã có 2 tuần học cái khóa học định hướng cho chương trình ở đây. Và chắc là cái trải nghiệm của bạn chắc là cũng rất là thú vị, tuyệt vời. 2 tuần vừa rồi, cái kinh nghiệm của bạn là như thế nào, bạn có thể chia sẻ được không? Tôi tin là bạn cũng đã biết được rất là nhiều điều mới nữa, nhiều thông tin về các chương trình, các hoạt động ở trường. Thế vậy, trong tất cả các hoạt động thì bạn thích hoạt động nào nhất hoặc là chương trình nào nhất? Thực ra thì ấn tượng lớn nhất đối với tôi trong cái tuần định hướng này đó là gặp gỡ các cố vấn học thuật. Và tôi đã gặp được cố vấn học thuật của mình là chị Nga trực tiếp luôn, và chúng tôi trao đổi với nhau rất là vui. Và chị Nga thì có hướng dẫn cho tôi rất là nhiều các bí kíp, cũng là từ kinh nghiệm của chị khi mà chị đi học ở trường Fulbright. Và tôi nghĩ rằng đấy là cái phiên trao đổi mà tôi thích nhất. Vâng, xin cảm ơn bạn. Như vậy, tôi cũng hy vọng là các bạn sinh viên khác thì cũng có những cái kinh nghiệm tuyệt vời như tương tự như vậy. Và trong năm đầu tiên thì chúng ta sẽ gặp các cố vấn học thuật của chúng ta rất là nhiều, và các giảng viên yêu quý của chúng ta cũng sẽ dành cho chúng ta những lời khuyên rất là có ý nghĩa và quan trọng để giúp cho hành trình học thuật của các bạn ở trường. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mời thêm một bạn nữa, có thể hỏi bạn một câu được không ạ? Vâng, bạn có thể giới thiệu mình được không ạ? Tôi tên là Võ Ngọc Khải Linh, và tôi cũng là tân sinh viên mới của niên học 2022-2026 khóa học. Và như vậy, đây là một cái thời điểm rất là đặc biệt. Bạn có cảm xúc gì? Và không biết là bạn có mong muốn gì cho cái giai đoạn học tập 4 năm tới ở Fulbright, và trong năm này thì bạn kỳ vọng sẽ làm được điều gì trong cái cuộc sống ở nhà trường, học thuật ở nhà trường cũng như là trong cuộc sống cá nhân. Thực ra để trả lời câu hỏi này thì xin được trả lời bằng cái câu hỏi là tại sao tôi lại chọn Fulbright. Tôi chọn trường Fulbright trước tiên là bởi vì trường đã hỗ trợ, sẽ giúp cho tôi giúp tôi, thứ nhất là để giúp tôi có cái phần về hỗ trợ tài chính để tham dự học tại trường, và cũng giúp tôi định hình tương lai của mình. Và tôi cũng rất thích khi mà có thể đến đây để tham gia một cộng đồng cùng học ở Fulbright, những người để gặp gỡ những người mà cởi mở cũng như là rất là tôn trọng lẫn nhau. Và tôi hy vọng là tôi có thể học được rất nhiều từ các bạn bè, và ngoài ra thì còn muốn đến đây để học hỏi và biết cách được để tạo ra những thay đổi. Và tôi tin rằng là 4 năm học ở đây thì những cái điều kỳ vọng sẽ trở thành hiện thực. Và tôi cũng mong
muốn là các bạn bè học tập của mình tiếp tục cũng sẽ là những người gọi là suy nghĩ sẽ biết và có suy nghĩ của chính mình, sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người sáng tạo, những nghệ sĩ và những người đi đầu. Xin cảm ơn, cảm ơn các bạn. Và cũng tôi cũng hoàn toàn đồng ý với bạn, bởi vì trong cái phần chia sẻ của bạn thì bạn đã nói đến cái tinh thần, một cái tinh thần đúng là tinh thần của Fulbright, và tôi tin là các bạn sinh viên mới thì sẽ giữ vững tinh thần này trên hành trình học thuật của mình. Và bây giờ thì tôi cũng muốn bổ sung thêm một chút ở đây, chia sẻ về những cái kết quả công việc của các bạn sinh viên trong 2 tuần định hướng vừa qua. Thì thực ra một số các cái sản phẩm của các bạn đang được trưng bày ở trong khu vực này, trong khu vực nhà trường sảnh, và tôi tin chắc là các bạn sẽ có những thời gian rất tuyệt vời để kết nối với các bạn và học ở trường. Và các bạn sinh viên of Fulbright đó là các bạn rất là trẻ và tài năng, và các bạn đã chuẩn bị một số các nội dung, các cái tiết mục biểu diễn tôi tin là rất là hấp dẫn, và tôi tin là các bạn sẽ thấy rằng là ở đây khi mà ta theo dõi đó là những cái tiết mục nó rất là sáng tạo, hấp dẫn, và nó chính là biểu tượng của hành trình sắp tới của các bạn ở trường đại học Fulbright. Chúng ta hãy theo dõi chương trình và lắng nghe và cùng ủng hộ, cổ vũ cho các bạn sinh viên, các nghệ sĩ của nhà trường. Mãi mê ganh đùa theo phù du chẳng lối thoát, để trôi đi mãi về một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời muôn tênh rồi vọng gian này, khu vườn xuân đã nở hoa, tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chắp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đời. Tuyệt vời.
thì ta ước mình như là hàng tảng mây trôi, để cho những cơn gió đẩy ta lẳng vàng đây thôi. Hoặc ta cũng có thể là cánh chim trên trời cao vút, có thể dang rộng cánh bay, hoặc lặng im bên đời ta chút, không dám tự bước tiếp đường dài. Bởi bản chất ta không dũng cảm, ta đặt mục tiêu dành cho tương lai, nhưng một hai năm cũng nản. Ta không dám bước vào lửa mà lấy cát dập đi, vì ta luôn nghĩ về cách để chạy khi người khác tập đi. Trong đầu ta vẫn là câu hỏi, sao ta phải sống tiếp ngày mai? Tại sao cha mẹ càng yếu nhưng gánh nặng vật chất đầy vai? Tại sao ta phải kiếm tiền để rồi vì cứ vơi đầy mãi? Tại sao có cái chẳng nỗ lực mà mật ngọt vẫn rót đầy ngay? Tại sao ta vẫn cứ thế muốn lênh đênh trên biển xa? Có những đêm dù nỗ lực vẫn chẳng thể trên điểm ba. Có những ngày tháng dòng chơi chỉ để rước thêm phiền hà, và rồi im lặng nhắm mắt lại thêm một đêm liền qua. Tuổi trẻ là chút ngông nghênh, dạt vào đời thêm chút điên loạn, ta thấy ranh giới thiên ác mong manh, chuyện trong tranh chẳng còn viên mãn. Ta đã tập dụng với đam mê, những ngày tháng đi tìm kiên nhẫn, nhưng tất cả thứ ta mang về đôi khi lại là không nhìn thiện cận. Ta vẫn chỉ là chú cá con, vẫn giấc mơ một ngày làm biển động. Ta đã học được cách cho đi, bởi thứ ta cho sẽ là điểm nhận. Ta tập viết đến những lời ca nhưng chẳng biết lấy gì làm điểm nhận. Ta từng được bảo là có tiềm năng, nhưng sau bao năm vẫn giữ ở triển vọng bật một con beat, ngồi suy tư trong vô thức ngoảnh đầu nhìn lại những con đường còn thân. Còn nhiều điều vẫn không kịp nói, rồi vội bước trên con đường riêng. Ai cũng có thêm những công việc mới, có những điều mà ta đã bỏ lỡ. Những ngày tháng tuổi trẻ mộng mơ, sự trẻ trong người là công cụ, cứ thấy sống mà chẳng cần động cơ. Thời gian vẫn cứ mãi miết trôi, đường tương lai vẫn còn rộng mở. Liệu ngày mai sẽ là cơn bão hay nắng bình minh, chúng tôi luôn mong chờ. Hay nắng bình minh, chúng tôi luôn mong chờ. But I do a lot. I'ma make a toast, cause we still alive. No big, I feel like Pac. I shoot a shot. Coming in. Steamer. I bring the fire, but you never seen her. I testify, I don't need a subpoena. They want my soul, better go to Korea. I love my dog just like I'm Peter. Gotta protect him. I made a call, it was just like I'm rapping. I know we left here, now we back together. But I guess that is better now later than never. Like, what's happening? I'ma need y'all, quit asking when. Me and my wife gonna have some kids. Right now, we just practicing. Practicing. Teacher said, quit rapping, man. That gonna hurt my average. I said, thank God.
blue, red, yellow, orange, pink, and white. We are different colors with different personalities, different backgrounds. But now, we're here together to create a gorgeous painting, but still remembering our true colors. You're with the sad eyes. Don't be discouraged, though to realize it's hard to take courage in the world full of people. You can lose sight of it all. The darkness inside you can make you feel so small. I see your true color shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show true. Your true color fading, cause we have different lives, so live our life before we age and just keep doing your thing. Make sure your dream is what you're chasing. Keep burning out the stations, I know that the audience waiting. Just give me a call whenever you feel awful, cause I will be right there, do everything just for you. They tell me that your blue sky fades to gray, so do you want to see some rainbow? It's gonna make your day. Don't be so anxious, cause your power has no border. Be different than the other and ignore if they still bother. One day the light is off and we all in the same colors. The world is full of chaos and you must set its order. Don't be afraid of challenge or a day you're feeling blue, cause the most important thing is that you're always feeling you. The day you're gonna learn is the day you're gonna change. And remember, I'll be there until the day you smile again. This world makes you crazy and you take it all you can bear. Call me up, cause I will always be there. And I see your true color shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid. I see your true color shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid. Don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful.
fantastic, wonderful, magnificent, significant class of titans. This is world class, everyone. So ladies and gentlemen, again, a huge applause for Xuân Nhiên on the piano. Nguyễn Vy, the vocalist. Phạm Hoàng, the rapper. Nhật Minh, the dancer. Thu Đồng, the dancer. And last but not least, Tiến Dũng, our music producer behind the scenes. Thank you everyone, thank you so much. Vâng, tại vì trường đại học của chúng ta thì luôn luôn phấn đấu cho sự đa dạng cũng như bao trùm. Vì vậy cho nên mỗi bạn sinh viên đều đem đến cho nhà trường một cái màu sắc riêng của chính mình để làm nên bức tranh rộng lớn và đa màu sắc của trường đại học Fulbright. Chúng ta có thể thấy điều này qua phần biểu diễn Xuân Nhiên, Uyên Vi, Phạm Hoàng, Nhật Minh, Thu Long và Thu Đông và Tiến Dũng. Xin được cảm ơn các bạn sinh viên cũng như là các nghệ sĩ của niên học 2022-2026 và cảm ơn Thủy Thảo Nguyên, Khoa Nguyên và các bạn sinh viên hiện nay của trường đại học Fulbright đã hỗ trợ các bạn sinh viên niên khóa mới xây dựng chương trình này. Rất cảm ơn các bạn. Và cuối cùng để có phần phát biểu bế mạc chương trình thì chúng tôi xin được mời đại diện của Hội đồng Sinh viên Fulbright Việt Hà và Hoàng Hoa. Xin mời hai bạn lên sân khấu. Kính thưa các giảng viên, cán bộ công nhân viên cũng như là các bạn sinh viên, các vị phụ huynh, tôi là Việt Hòa, là chủ tịch và Hoàng Hoa là phó chủ tịch của Hội đồng Sinh viên của Fulbright. Và chúng tôi đều rất vinh dự khi được đến ngày hôm nay để chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này với các thầy cô, phụ huynh và các bạn sinh viên mới. Lời đầu tiên, thay mặt cho Hội đồng Sinh viên Fulbright, chúng em xin được gửi lời chào đồng nghiệp nồng nhiệt đến các bạn sinh viên khóa 2022-2026. Chúc mừng các bạn đã thành công đặt bước chân đầu tiên trên hành trình khám phá và sáng tạo mới của mình. Và là những sinh viên của trường đại học Fulbright Việt Nam, chúng em luôn nhắc mình về việc tiếp nhận sự thay đổi và hoàn thành những trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Thứ nhất là cộng đồng Fulbright và cộng đồng của mỗi chúng ta ở bên ngoài xã hội. Chúng em không nao núng trước những sự thay đổi, bởi vì chúng ta đồng ý là nếu ta không thử thì không bao giờ biết mình có thể thành công không. Tại Fulbright sẽ không có những khuôn mẫu có sẵn hay là câu trả lời nhất định cho bất kỳ vấn đề nào xảy ra. Đây là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi thành viên của cộng đồng Fulbright để sẵn sàng thích nghi, ứng biến và hướng đến sự phát triển chung của cộng đồng. Mỗi năm, hàng năm, chúng ta đều chào đón các thành viên mới vào cộng đồng sinh viên của Fulbright và mỗi khóa sinh viên đều tạo nên một phần quan trọng trong việc định hình, tái định hình và nuôi dưỡng những nét văn hóa và giá trị tốt đẹp của cộng đồng sinh viên Fulbright. Với những mục tiêu và giá trị chung vì sự phát triển cá nhân cũng như tập thể, chúng ta đóng góp theo cách riêng của mình để tiếp nối nhiệm vụ của các thế hệ đi trước và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn các anh chị sinh viên khóa đồng kiến tạo và khóa 2023, những người đã gieo trồng hạt giống thành lập nên Hội đồng Sinh viên Fulbright. Vào năm 2019 đến năm 2021, hạt giống ấy đã nảy mầm và bắt đầu hình thành với 13 thành viên là đại diện sinh viên của các khóa. Và đến năm nay, chúng ta có sự thay đổi lớn về cấu trúc nhiệm vụ kỳ 2 hiện tại đang hoạt động với sự đóng góp của các nhân tố mới và định hướng cho năm học mới. Chúng ta có ở đây là đại diện cho tiếng nói của cộng đồng sinh viên, thành viên hội đồng sinh viên đã và đang làm việc chăm chỉ để giữ những cái giá trị cốt lõi, và chúng ta cũng tạo nên những cái giá trị để lại. Và mục tiêu của chúng ta tức là để tạo ra tính minh bạch, sự hòa nhập cũng như đảm bảo rằng tiếng nói của sinh viên được lắng nghe thông qua các trao đổi hiệu quả. Giá trị cốt lõi là không bao giờ thay đổi. Chúng ta tin rằng ở đây
đây là để phục vụ chúng ta, phục vụ cho cộng đồng sinh viên. Và chúng ta cũng tin rằng cây hội đồng sinh viên sẽ phát triển với nhiều hình thái khác nhau và tùy vào sự chăm sóc, nuôi dưỡng của mỗi thế hệ sinh viên. Cùng nhau, các hội đồng sinh viên và sinh viên của nhà trường sẽ sát cánh để xây dựng cộng đồng Fulbright và những cộng đồng khác ở xã hội bên xung quanh chúng ta. Như vậy, một lần nữa, xin được cảm ơn các bạn sinh viên đã lựa chọn Fulbright. Bây giờ, các bạn là một phần quan trọng của Fulbright. Tất cả chúng ta đều mong chờ và trân trọng những đóng góp sắp tới của các bạn. Và xin được chúc cho các bạn có một hành trình tuyệt vời ở phía trước với kết quả học tập ngoài mong đợi, các mối quan hệ bền vững và những khoảnh khắc đáng nhớ tại Fulbright. Xin chào mừng tất cả các bạn sinh viên đến với Fulbright. Vâng, xin được cảm ơn Việt Hòa và Hàng Hoa. Và bây giờ đại diện cho trường Đại học Fulbright Việt Nam, tôi xin được cảm ơn tất cả các quý vị khách quý đã tham dự chương trình này cùng với sinh viên, cán bộ giảng viên nhà trường. Và từ lầu 2, các bạn sinh viên cũng như là các giảng viên và cán bộ của nhà trường xin được gửi lời chào đến tất cả các quý vị. Cảm ơn các quý vị đến tham dự trực tiếp cũng như là các quý vị đang theo dõi trên Facebook trực tuyến chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các quý vị khách quý và chúc cho chúng ta một ngày Chủ nhật tuyệt vời. Our campus is decorated with many beautiful themes, so we can take photos for our memories. Thank you everyone for joining.